Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố sau khi chuyển nhiệm vụ tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố sang Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố để Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Bắc, nguyên Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức vụ Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, bổ nhiệm các ông Đinh Quang Cường, Phan Văn Sơn, nguyên Phó Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều động ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng tại buổi lễ, trên cơ sở quyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy viên của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã tiếp nhận và phân công ông Phạm Tấn Sử, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức danh Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới và mong muốn trong cương vị mới, các cán bộ sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.